Dạ, em ô tô Quốc Hùng, Tân Phú, Đồng Nai. Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục quay trở lại và giới thiệu đến cho anh chị mình một dòng xe thương hiệu Nhật Mitsubishi đến từ thương hiệu Nhật nha anh chị nha. Thì đối với chiếc xe Mitsubishi Yoli 205 anh chị ha. Dòng xe Yoli 205 bản độ nha anh chị nha. Bánh treo bản độ, phông xăng điện tử rồi. Nên cũng tiết kiệm nhiên liệu ha. Thì đối với chiếc xe này, chủ xe đi cũng vừa nhìn nó xe nên còn khá là tương đối là liền lạc và đẹp. Xe vừa mới về luôn và vừa sạch nội thất đồ quay cho anh chị luôn á, chưa dọn dẹp, chưa làm gì hết anh chị ạ. Nhưng mà xe còn rất là liền lạc và rất là đẹp nha. Đồng sơn đồ cũng vậy ha anh chị ha. Rồi, bây giờ em sẽ quay sơ lược cái dáng xe cho anh chị mình xem sơ. Và em xin giới thiệu đến cho anh chị, cửa hàng của em nằm tại 127 quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tính từ ngã ba Dầu Giây về hướng Đà Lạt 60 km, cửa hàng ô tô Quốc Hùng nha anh chị nha. Cửa hàng chuyên mua bán trao đổi ký gửi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng. Anh chị nào có nhu cầu mình muốn mua xe hoặc là bán xe thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 548 858 để được trao đổi với em anh chị ha. Và anh chị lần đầu tiên xem kênh em thì cho em xin một nút đăng ký và nhấn nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về và cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng nha anh chị nha. Và hiện tại bên cửa hàng có hỗ trợ Google Maps cho anh chị luôn. Anh chị có thể muốn biết từ nhà mình lên tới cửa hàng của em bao nhiêu xa thì anh chị có thể vô Google Maps, nhấn vô là ô tô Quốc Hùng, sẽ hiện cửa hàng của em lên nè. Anh chị nhấn vô nút chỉ đường ha anh chị ha, sẽ hiện từ nhà mình lên đến cửa hàng của em bao nhiêu km, bao nhiêu cây số nha anh chị nha. Rất là thuận tiện cho anh chị ha. Và đồng thời thì bên cửa hàng luôn luôn bao anh chị quay đầu trong vòng 1 tháng đổ lại ha. Mức lộ của anh chị chỉ mất 8% nếu anh chị lên đổi xe, hoặc là anh chị lên trả xe và lấy tiền mặt về chỉ mất 10% thôi anh chị nha. Giấy tờ pháp lý luôn rõ ràng và có bảo hành cho anh chị, động cơ hộp số do hai bên thương lượng anh chị nha. Rồi bây giờ thì anh chị cùng em tiếp tục quay trở lại với chiếc xe Yoli 205 số sàn máy 2.0. Xe còn rất là cứng và rất là đẹp luôn anh chị ha. Đây anh chị có thể nhìn và mình có thể cảm nhận được ha. Một màu đen phối màu bạc ha. Xe rất là mạnh mẽ và tương đối là đẹp. Số chỗ ngồi thì là 7 chỗ anh chị nha. Và đồng thời thì một cái 7 chỗ mà giá thành của nó chỉ có tầm trăm mấy triệu thôi là mình đã có một chiếc xe Nhật thương hiệu để đi thì cũng khá là ok. Thì đối với chiếc xe biển số 85A04770, bên cửa hàng sẽ bao anh chị ký bán và rút hồ sơ về, hoặc là anh chị mua ký ủy quyền xài vẫn được nha. Tại vì đối với chiếc xe này thì em đứng ủy quyền tập đầu anh chị ha. Rồi anh chị, như thường lệ thì em sẽ quay cái đầu xe cho anh chị mình xem trước. Bóng đèn trước nè còn rất là đẹp anh chị nha. Và đèn cản đồ cũng vậy, còn rất là đẹp và rất là liền lạc luôn anh chị ha. Mặt nạ da lăng của nó nè, cũng còn rất là liền luôn anh chị. Đó, rất là liền, không bị mớt méo hay là bị gì hết á. Bóng đèn pha đồ cũng còn rất là sáng và rất là đẹp anh chị ạ. Đây bên này cũng vậy nè anh chị ha. Đó, còn rất là sáng và đẹp nha. Đèn cản đồ có đầy đủ hết. Và những ếch cản đồ cũng còn rất là liền lạc. Nói chung thì chủ xe này đi dựa nhìn nó xe rất là kỹ nha. Em thề luôn, em mới lấy về và dựa trong và dựa ngoài và quay cho anh chị thôi, chưa dọn dẹp, chưa làm gì hết, chỉ có rửa sạch rồi quay cho anh chị xem thôi. Đó, xe chức người ta đi mà giữ gìn cái xe như vậy thì khá là ok rồi anh chị ha. Đây anh chị, sơn zin thì đối với chiếc xe này sơn zin phủ đầy còn khoảng 70% anh chị nha. Kính chắn gió thì cũng còn rất là sáng và rất là đẹp nè anh chị ha. Đó, đăng kiểm thì đến tháng 10/2022 anh chị ha, cũng còn khá là dài. Mui đồ cũng còn rất là đẹp luôn, sơn zin đồ còn đầy đủ hết anh chị ạ. À. Đó. Vỏ xe thì cái mâm thì cũng còn rất là đẹp nè anh chị. Mâm còn rất là đẹp và vỏ xe thì còn tương đối là cao, vẫn còn khoảng 70% anh chị nha. Còn khoảng 70%. Dè thì cũng còn rất là đẹp anh chị ha. Dè chưa tẩy rửa chưa gì hết nha. Đó, dè nguyên bản theo xe. Rồi, bây giờ thì anh chị cùng em xem cái hông của nó nè. Đó, hông của nó rất là liền lạc và rất là đẹp. Rất là suông ha. Rồi ok, anh chị cùng em xem hông bên này luôn. Đó, anh chị thấy không, hông bên này cũng vậy nha ha. Nói chung thì xe này khá là ok rồi. Anh chị nào mình đang cần, đây mâm còn khá là cao nè, 70% ha, 70-80%. Anh chị nào mình đang còn ít tiền, tầm trăm mấy triệu, thì anh chị có thể xem và nghiên cứu đối với chiếc xe
Yoli, Mitsubishi Yoli này nha ha. Một cái giá thành thì hôm nay anh đưa ra thì cũng khá là hợp lý cho anh chị luôn. Chỉ có 139 triệu thôi, bao anh chị ký bán rút hồ sơ, ký quyền đều ok hết anh chị nha. Xe thì bao anh chị là không bị va chạm cứng đụng, không ngập nước nha anh chị nha. Không ngập nước, không gì hết ha anh chị ha. Đây anh chị, nắp cửa đồ cũng còn rất là đẹp. Gương chỉnh điện nè, có đầy đủ hết, vô lăng đồ cũng còn rất là đẹp ha. Màn hình nè, chủ xe cũng lên màn hình Android, cam hành trình có đầy đủ hết anh chị nha. Đó, nội thất đồ rất là đẹp rồi anh chị ạ. Bộ ghế da nè, chủ xe cũng lót những cái điểm cái này ha, nhưng mà bộ ghế da còn rất là đẹp anh chị nha. Còn rất là đẹp, nách cửa đồ cũng vậy ha. Nách cửa đồ cũng còn rất là đẹp luôn anh chị nha. Rồi ok. Cắp bi đồ cũng còn rất là ok anh chị nha. 139 triệu thôi. Đóng cửa rất là khích ha anh chị ha. Đó mình thùng nè anh chị thấy không? Còn rất là đẹp luôn nha ha. Đây, sùng chỉ đồ thì nói chung là đầy đủ hết, nguyên zin hết nha, không bị cứng đụng. Xe là bên cửa hàng cam kết với anh chị là không bị cứng đụng, không ngập nước nha, không thủy kích nha. Giấy tờ pháp lý luôn rõ ràng, bao anh chị ký quyền hoặc là ký bán rút hồ sơ đều ok hết anh chị ha. Đây, anh chị có nhu cầu thì anh chị cứ kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0978 548 858 nha anh chị. Dàn lạnh thì hai dàn lạnh độc lập anh chị nha. Đó, chỗ ngồi thì rất là rộng rãi nha, anh chị thấy không? Ngồi rất là rộng rãi. Đó, dòng xe Mitsubishi, Yuli thì dòng xe hạng Nhật, rất là bền bỉ nha, đi rất là bền bỉ, không có sợ bị hư hao hay là chết nửa đường đâu anh chị ạ. Dòng xe này thì dòng xe nói chung là được gọi là thương hiệu rồi. Đây anh chị, mâm nè ha, giỏ đồ cũng vậy ha. Đó, dè đồ nè. Đó, còn rất là đẹp, không dấu hiệu mục mọt gì hết nha anh chị nha, cũ theo năm tháng thôi. Và tại vì em mới lấy về, em dựa nội thất và dựa ngoài giờ em quay thôi chứ em chưa có tẩy dựa gầm gì hết đó anh chị ạ. Đây anh chị, bóng đèn cây của nó cũng còn rất là đẹp nè anh chị ha. Bóng đèn cây còn rất là đẹp luôn, bóng đèn còn sáng nữa. Em dặn em tắt cái bóng đèn cái rồi. Bóng đèn cây còn rất là đẹp ha. Đó, bóng đèn cây sâu nè ha. Cái giỏ si cua nó là anh chị, giỏ si cua đây ha. Đó. Rồi, mình mở ở đây ra nè ha. Đó, giỏ si cua nó nằm ở trong này nha anh chị nha. Rồi bây giờ mình mở cướp nè, cam lùi có đầy đủ hết ha. Đó. Cướp sau nè, mình tựa ngoài nhìn vô nè, còn rất là đẹp anh chị nha ha. Đó, còn rất là đẹp luôn. Thức ở đây cũng vậy ha, còn rất là đẹp. Đó. Đây anh chị, chủ xe rất là kỹ luôn nha, còn có cái miếng để chùm xe nè ha, rồi che nắng nè, có đầy đủ hết luôn anh chị nha ha. Nói chung là những cái thứ này thì em để nguyên cho anh chị nào mua thì anh chị có xài luôn ha anh chị nha. Đó, cái nút đồ nè, ốc đồ nè, ngàn năm luôn chưa tháo gỡ ha. Bóng đèn ở bên này cũng còn rất là đẹp nè anh chị ha. Đó, còn rất là đẹp luôn. Đó, cấp sau nè, không lỗi nha, thùng chị zin hết anh chị nha. Thùng chị zin hết rồi, ok em đóng cấp lại nha. Rồi bây giờ mình đóng cái này lại nữa là ok anh chị nha. Đó, cam lùi nè ha. Rồi, anh chị cùng em xem cái gầm nha. Đó, cái gầm nè cũng còn rất là đẹp ha. Đó, cũ theo năm tháng thôi, chưa tẩy rửa chưa gì hết thì nó cũ thôi chứ không có mục mọt gì hết anh chị nha. Đó, cái này mà tẩy cái lên là cũng sáng đẹp à ha. Đi lâu ngày mình không có tẩy thì nó vậy thôi. Rồi, bóng đèn bên này cũng vậy, còn rất là đẹp. Đó, những cái hông đồ nè, tem zin nè anh chị ha. Đó, hông đồ cũng còn rất là đẹp. Giỏ bên này cũng còn rất là cao anh chị nha. Đó, mâm nè còn rất là đẹp luôn ha. Đó, về đồ cũng vậy ha, về còn rất là đẹp, không có bị mục mọt gì hết á. Rồi bây giờ mình sẽ coi cánh cửa này nha anh chị nha. Đây cánh cửa này cũng vậy ha, sùng chị zin hết ha. Đó, ốc tán nè zin ha. Đó, nói chung thì xe này là cũng là gọi những cái dòng xe này đa số người ta mua về người ta để phục vụ cho gia đình đó anh chị, nên là người ta đi người ta giữ gìn cũng rất là kỹ nên xe còn khá là đẹp ha. Đó, anh chị nào mình còn ít tiền mình mua những cái dòng xe này đi thì cũng khá là yên tâm nha anh chị nha.
Nỉ thì bọc trần ha. Đó. Em cũng xin nhắc lại luôn nha, cửa hàng của em nằm tại 127 quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nha anh chị nha. Anh chị nào ở xa mình không biết đường á, mình đón xe mình nói với người ta là cứ chở tôi đến ngay bến xe Tân Phú Đồng Nai là ok, là tới chỗ em ha. Điện thoại em chạy ra em rước cái thôi, rất là tiện lợi ha. Đây anh chị, copy đồ còn rất là đẹp ha. Đó, sùng chị nè, còn nguyên hết luôn nha. Rồi, cái đồ này cũng vậy nè ha. Đó, cái đồ nhựa đồ còn rất là đẹp anh chị ha. Đó, cái này cũng vậy ha, còn rất là đẹp luôn. Và những cái đồng thời ở đây thì cũng vậy nha. Đó, táp lô đồ cũng còn rất là đẹp. Chủ xe cũng là có những cái tượng này nè, người đạo quá ha. Đạo. Ồ, còn quá trời đồ nè. Đó. Anh chị thấy không? Xe mua chưa 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 dọn dẹp chưa gì hết á. Đó. Đó, có sao thì dựa sơ là em quay luôn à. Còn quá trời đồ chủ xe người ta giục ở đây em chưa dọn luôn. Đó. Rồi, bây giờ thì em sẽ qua bên kia và mở capo lên và nổ máy lên cùng anh chị mình xem cái máy nó nha. Trước khi mình xem cái máy thì mình vô trong nội thất mình hưởng thụ cái nội thất xíu ha. Rồi, ok. Anh chị xem nhớ lần đầu tiên xem thì cho em xin một nút đăng ký kênh nha anh chị nha. Và nhấn nút chuông vô để cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng ha. Đây anh chị thấy không? Đề một cái là nổ thôi. Đồ móc khóa rồi có đầy đủ hết nha anh chị nha. Đây anh chị, ga của nó nè ha. Rất là ok, rất là đầm nha ha. Odo của nó đi được 199.000 cây ha. Đó, đi với trăm mấy ngàn cây thôi. Đó, một cái đồ copy đồ cũng còn rất là đẹp nè ha. Đó. Đó, gương chỉnh điện nè, có đầy đủ hết nè. Gương chỉnh điện sử dụng bình thường hết ha. Đó, đang chỉnh ha. Rồi, xi nhan nè, có đầy đủ hết. Đèn nè, cốt pha nè, có đầy đủ hết anh chị nha. Đó, tắt đèn luôn đi. Và xịt nước nè, quạt nước nè, rất là êm đềm luôn anh chị ha. Đó, quạt nước rất là êm đềm ha. Đang lên ga mà rất là đầm ha. Đây, gương chỉnh điện bên này cũng vậy ha. Đó, gương chỉnh điện bên này cũng sử dụng bình thường hết anh chị nha. Và gương lên xuống nè, rất là êm đềm ha. Đó, rất là êm đềm. Máy lạnh ở đây nha anh chị nha. Đó, lớn nhỏ nè ha. Đó, máy lạnh sau cũng vậy, cũng mở viên nha. Và bên này cũng vậy ha, kiến lên xuống rất là êm đềm anh chị nha. Đó, kiến sau cũng vậy nè ha, kiến sau đó rất là êm đềm. Bên này cũng vậy nè. Đó, sử dụng bình thường hết anh chị nhé. Chung là xe này chủ xe đi rất là chăm chút có xe và lên một cái màn hình Android nha. Sử dụng y chang điện thoại nha anh chị nha, có đầy đủ hết nha. Google Maps hành trình đồ có đầy đủ hết ha. Đó, cam hành trình Google Maps đồ có sử dụng bình thường hết ha. Đó, chỗ mình rồi. 139 triệu thôi anh chị, mua về chỉ việc đi thôi, chỉ việc đổ xăng và đi thôi, không cần phải làm gì nữa đâu anh chị ha. Bây giờ em sẽ mở capo lên và cùng anh chị mình xem sơ lược cái máy ha. Đang đạp ga nè, đang đạp ga nè ha. Xem sơ lược cái máy nó như thế nào. Và trước khi mình xem sơ lược cái máy thì anh chị cùng em xem cái capo coi nó bị lỗi không nha. Nói chung là máy móc đồ là không bị lỗi rồi. Rồi, bốn cánh cửa và cốp sau đã không bị lỗi rồi ha. Cabo nè, sùng chỉ zin nè ha, zin đầy đủ hết nha anh chị nha. Sùng chỉ zin đầy đủ hết ha. Đó, sùng chỉ zin đầy đủ hết. Rồi, cái bình của nó nè ha, máy chưa tẩy rửa luôn anh chị nha, máy chưa tẩy rửa luôn, máy chưa tẩy rửa luôn. Đó, máy không có hơi gì hết nha ha. Máy chưa tẩy rửa luôn, nói chung là ốc tán rồi chưa có tháo gỡ gì hết anh chị à. Chung là xe không lỗi nha,
Ốc tán nè anh chị thấy không, ốc tán chưa có đụng đậy luôn ha. Bên này cũng vậy nè ha. Đó. Cái này thì em quay xong ngày mai em gần nó sẽ tẩy rửa cái máy và cái gầm cho anh chị ha. Anh chị lên trên xe thì nó sẽ đẹp hơn nha anh chị nha. À, tại xe mới về thấy đẹp quá mình quay luôn. Đó, cái xẹt bô thắng nó nằm đây ha. Đó, cái xẹt bô thắng nè, bô e nó nè ha, bô e nó nằm đây. Đó, máy nổ rất là đầm, máy nổ rất là đầm, rất là mạnh mẽ luôn anh chị nha. Rồi ok, bây giờ em sẽ hạ cabo xuống nha anh chị. Chung là xe không lỗi, máy ok, gầm đẹp, không có mục ngọt ha. Đó, gầm đẹp, không có mục ngọt. À, nói chung thì một cái giá thành thì cũng rất là hợp lý cho anh chị luôn. À, chỉ có 139 triệu thôi anh chị nha. 139 triệu đối với chiếc xe Yuli 205. Xe rất là đẹp và còn rất là liền, bao không cứng đụng, không ngập nước. À, giấy tờ pháp lý luôn rồi ra và bao anh chị quay đầu. À, anh chị có thể xem và nghiên cứu nhé. À, nếu mà cảm thấy có nhu cầu muốn mua sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978548858 để được trao đổi với em ha anh chị ha. Em xin, em ô tô Quốc Hùng xin chào và hẹn gặp lại nhé.